Hi các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã lại tiếp tục quay trở lại với VUX của mình. Và mình là Vu các bạn ơi. Và hôm nay, mình và các bạn sẽ là cùng tiếp tục chào đón một thành viên mới có skin bậc 3S. Đó chính là Aya, công chúa cầu vồng các bạn ạ. Uầy, xịn sò đúng không? Trời ơi, chuyển cảnh các thứ luôn kìa, đỉnh nha. Vậy là từ một bầu trời đẹp, một bầu trời sáng đấy, xong rồi một bầu, nói chung là một thời tiết rất là ôn hòa các bạn ạ, xong rồi sẽ chuyển sang một thời tiết rất là xấu, thời tiết mà có sấm chớp các thứ các bạn đấy, các bạn thấy không? Đấy, Seth sẽ đánh vào chúng Aya, xong rồi Aya sẽ giật mình và các thứ. Nhưng mà hình như là mình cũng không biết là cái khẩu súng của Aya nó có thể biết bay thì phải, bởi vì là khi mà Aya kéo cái cây súng ấy thì cây súng nó sẽ kéo Aya đi đấy các bạn ấy. Đấy, nói chung đây là một khẩu súng biết bay nha các bạn ơi. Uầy, nhưng mà đẹp nhờ. Tính ra là mình thấy là theo một vị tướng mà phiên bản gọi là SV, à không, dễ thương. Một trang phục mà kiểu dễ thương thế này mà còn có trang phục công chúa cầu vồng thế này đó, thì mình nghĩ là đây là một cái trang phục rất là ok đấy. Mà quên nhờ, đây là trang phục phiên bản cây nhà lá vườn, vậy nên là bậc tăng của trang phục này ấy, đó chính là bậc SS hữu hạn các bạn ạ. Nói chung là hồi giờ lâu lắm rồi Liên Quân mới làm lại một cái trang phục của bậc 3S hữu hạn đấy các bạn ạ. Chứ hồi trước các bạn thấy không, Khaleesi với lại cả Nagaroth ấy đều là hai trang phục SS Perennium nha các bạn. SS Perennium á, còn trang phục này thì là SS hữu hạn, nó phiên bản cây nhà lá vườn các bạn ơi. Được rồi, ok. Thì nói chung là chắc là mình review thế này đủ rồi ấy, thì mình sẽ cho các bạn cùng xem thử nhá, là hiệu ứng của cái trang phục này nó sẽ như thế nào nhá. Nói chung là nhìn cũng nhí nhảnh dễ thương. Nếu mà các bạn để ý ấy, đây, để ý ở đây thì chúng ta sẽ có là ba cái con kiểu chibi phiên bản dễ thương đi. Là một con mây trắng này, một con mây sét này, với lại là một con gì mà ở dưới cuối nó đang bay ấy, là mình không rõ con đấy là con gì các bạn ơi. Còn ở bên kia thì là phiên bản bông hoa hướng dương đấy. Đó, từ đó thì nói chung là nó là như thế các bạn ạ. Còn đặc biệt thì đương nhiên là bởi vì đây là trang phục bậc 3S các bạn ạ. Đấy, thế nên chắc chắn là nó sẽ có, đó chính là nút hiệu ứng. Đó, công chúa Aya, đây là nút hiệu ứng này các bạn này. Ê, nhưng mà xấu nhá. Thật sự thì hồi giờ mình đã xem nút hiệu ứng rất là nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là cái nút hiệu ứng mới đây như là trang phục Khaleesi bậc 3S ấy, thì mình thấy cái nút hiệu ứng của các trang phục Khaleesi đấy khá là đẹp nha. Còn trang phục ở đâu, còn cái nút hiệu ứng của Aya công chúa cầu vồng này thì mình thấy bình thường quá ạ. Nó cũng chắc tại là mình không thích cái màu này, kiểu màu này nhìn nó hơi kiểu nó cứ sập sạm sao sao ấy. Còn đây sẽ là cái hiệu ứng thông báo này các bạn này. Đây, đây sẽ là hiệu ứng thông báo của trang phục Aya. Đó, nó sẽ hiện ra như thế này các bạn ơi. Đó, tuyệt vời đúng không? Đẹp này. Ê, tính ra là nút hiệu ứng xấu, nút hiệu ứng là mình thấy bình thường nha, nhưng mà còn cái này, cái hiệu ứng thông báo này thì mình thấy được đấy các bạn ở đấy, nhìn đẹp phết. Nó sẽ có hiệu ứng mây, xong rồi có thêm nước, kiểu nước mưa, xong rồi có thêm mặt khuôn mặt của Aya ở phía trên ấy. Đó, đẹp mà đúng không? À mà độc quyền nhá. Mặc dù đây là lần đầu mình review cái skin này, nhưng mà bởi vì là cái skin này hot quá thì phải ấy, thế nên là có nhiều người đã lít cái hiệu ứng, đó chính là cái động tác của trang phục Aya này. Và thật sự là cái động tác rất là ăn tiếng các bạn ạ. Đó chính là động tác này này các bạn, đây. Đây chính là cái điệu nhảy động tác của độc quyền của trang phục Aya công chúa cầu vồng các bạn ạ. Thì hồi trước mình kiểu như là mình lỡ lướt vô top mình xem ấy, thì mình thấy là có nhiều bạn làm về cái ghép chen ấy, kiểu ghép chen các thứ, xong rồi lấy thêm cái động tác nhảy của Aya này. Thế nên là mình thấy là cũng khá là dễ thương. Đó, và đây là cái động tác độc quyền nha các bạn. Thế nên là mình thấy đây là một cái rất là ăn tiền, phải nói là rất là xịn sò trong cái trang phục của Aya công chúa cầu vồng. Mặc dù là mình chưa test hiệu ứng nha các bạn ơi, nhưng mà mình phải công nhận là cái động tác nhảy đấy đẹp vãi. Bởi vì là nó không giống như bất kỳ một cái động tác nào của mấy trang phục khác ấy. Cái động tác này động tác độc quyền luôn, nhảy dây này đấy, xong các bạn thấy không? Cái này không phải nhảy dây đâu, mà là cầm cái bảy sắc cầu vồng đấy các bạn thấy không? Các bạn thấy cầm nguyên cái cầu vồng xong rồi nhảy không? Đó, Aya cầm nguyên cầu vồng nhảy luôn, dễ thương phết. Được rồi, thì để không cho các bạn chờ đợi nữa, thì bây giờ mình sẽ test cái trang phục Aya công chúa cầu vồng này cho các bạn cùng xem luôn nha. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ test ở nơi đấu trường các bạn ơi. Chứ tầm này đánh hạng kiểu gì bây giờ? Đánh hạng thì làm sao mà mình đánh hạng được các bạn? Em ở đâu đánh hạng thì kiểu gì cũng auto 99% là cấm con Aya này rồi. Thế nên mình quyết định là mình sẽ chơi con Aya phiên bản đánh thường và test hiệu ứng cho bạn cùng xem luôn nhá. Để xem coi là hiệu ứng của Aya 3S nó sẽ như nào nhá. Mình quên review cho bạn xem nhở. Đương nhiên là bởi vì trang phục Aya là 3S, thế nên là nó cũng sẽ có cái hiệu ứng ảnh động, gọi là ảnh động các bạn ạ. Ảnh động nó cũng sẽ có là đấy, tóc bay phất phới giống như của trang phục Khaleesi phù thủy thời không bên kia nhá. Ê, nhưng mà tính ra nhá, các bạn thử nghĩ đi, nếu như Aya cùng với Khaleesi ấy, hai cái trang phục này nhá, nó mà cùng ulti thì như nào nhở? Ui, chắc đổ máy cái đoàn luôn quá, chắc máy giật khùng luôn. Đây sẽ là động tác này các bạn ơi. Ui, gia tốc nhìn dễ thương ấy.
Ê, đánh giá với mình là da tóc nhìn khá là dễ thương nha các bạn. Này các bạn nhìn da tóc này các bạn ơi. Da tóc là Aya nó sẽ kiểu như là xài cái đuôi thành cái quạt. Xài cái đuôi thành cái quạt xong bắt đầu là bay lên trên trời các bạn ạ. À. Nhưng mà tem mình trận này thật, mặc dù trận này mình test skin nhưng các bạn cùng xem này, trận này tem mình không ai đi đường luôn. Xong rồi thằng kia còn thằng này này. Thằng cóc này còn tranh len SP với mình cơ. Lần đầu tiên mà mình đi đánh thường ấy mà có một thằng tranh len SP đấy các bạn ạ. À. Còn chiêu một kiểu ê, đẹp nhá. Đánh giá mình trang phục này nó cũng phải gần ngang ngửa trang phục KDC phù thủy thời không mới đây á. Là cái trang phục của KDC đây này các bạn này. Còn chiêu 2 thế nào nhở? Chiêu 2 bây giờ tem mình đây. Để mình nhảy thử một đứa cho các bạn xem nhá. Đấy, còn đây sẽ là động tác khi mà chúng ta di chuyển đó các bạn ấy. Bãi nổi tính nhảy vô người anh ta mà xong rồi anh ta đi đâu ấy. Động tác của Aya khi mà chúng ta đi di chuyển một chút ấy thì nó sẽ nhảy lên trên một, nó sẽ nhún đấy các bạn thấy không? Nó sẽ nhảy lên xong bắt đầu là có cái đám mây tạo ra một cái đám mây xong rồi đỡ cho Aya đứng lên nha các bạn. Nói chung là đẹp ấy. Ui thả hoa một hụt. Đánh thường đấy các bạn này. Đó, đánh thường ấy. Ô! Ê, chiêu 1 xài được hai hiệu ứng kìa. À, chiêu 1 có tận hai hiệu ứng các bạn ơi. Cái hiệu ứng đầu tiên là chúng ta sẽ thả đám mây về thời tiết bình thường, là nói chung là thời tiết đẹp. Còn khi mà chúng ta thả thêm một lần nữa ấy, đấy là nó sẽ ra một cái đám mây, nhưng mà đám mây sét thời tiết xấu. Đó các bạn thấy không? Đấy, đầu tiên là thời tiết đẹp này, xong rồi tí thả thêm một chiêu đó là thời tiết xấu các bạn ơi. Nhưng mà thằng Floor này có vẻ là hơi dổm các bạn ạ. Anh Floor này hơi dổm các bạn ơi. Anh Floor này đánh giá hơi dổm nhá. Lên múa mình đi chứ. Rồi tí nữa để tí đó mình test cái anti cho bạn xem nhá. Biến về thế nào nhỉ? Thử biến về không? Ui biến về kìa. À chơi trò xếp hình các bạn ơi, biến về là có chơi trò xếp hình đấy nhá. Xếp theo từng màu, xếp đúng màu là sẽ thắng kìa các bạn kìa. Ê tính đã đẹp nhờ. Thôi xong rồi, mình đi rồi các bạn ơi. Anti luôn không? Anti cho các bạn xem thử nhá. Để pha này mình anti luôn nha các bạn. Pha này này. Pha này mình sẽ anti, mình test thử anti cho các bạn xem luôn nhá. Ê tính đã đẹp vãi. Mình đảm bảo luôn trang phục này sẽ rất là nhiều chị em săn đón này, rồi là chị em sẽ dụ anh người yêu các thứ xong rồi bảo là anh ơi mua cho em trang phục này đi. Rồi, tức mình farm xong rồi mình về nha các bạn. Đây, thả chiêu 1 vào này. Ok, không có nó nhá. Để tí nữa mình test thêm phát nữa nha các bạn. Anh tan con Xia rồi đây này. Anti luôn nha, anti luôn nha. Anh Vũ nằm rồi. Ui cái anti to vãi. Tính ra là cái anti to điên nhưng mà không review kỹ được bởi vì thằng Floor chọc ghê quá. Trận này DSP cuối cùng bắt cầm Aya đi solo Floor khó hiểu thật sự luôn đấy. Ê nhưng mà công nhận là mình thích cái da tóc này các bạn này. Này các bạn thấy không? Các bạn thấy da tóc không? Da tóc là cái đuôi ấy. Cái đuôi thành cái kiểu cái quạt để bay ấy, di chuyển đẹp vãi, đủ dễ thương luôn. Ui thật con KDC ấy, mình nói thật các bạn là con KDC mà kết hợp cùng con này chắc nổ máy. Đây này, các bạn thấy anti con KDC không? Đây, nhảy lên người này. Đây là khi mà Aya nhảy lên trên người nha các bạn. Từ nãy giờ mình chưa test chiêu 2 cho các bạn xem luôn đấy. Bởi vì là từ nãy giờ lên đi, mình có chiêu mà. Lên đi. Giỏi nhát thế. Tính ra là ghê. Rồi sao nữa? Đấm nó bạn. Đấm nó. Hay. Rồi tôi chạy đây. Chạy đi bạn. Anh Vũ nằm luôn rồi. Để xem coi là lúc nằm xuống thế nào. Ê. Cái động tác khi mà bị hạ gục cũng đẹp nhá các bạn. Động tác bị hạ gục xong rồi nằm xuống thế là một đám mây bay lên trên trời, giống kiểu đi lên thiên đàng các bạn ạ, lên thiên đàng nè đó. Ê tính ra là bạn KDC này. Bạn KDC này rủ mình là Aya tí chơi với tôi. Thì mình nói thật là con Aya này mà đi cùng con KDC này ấy, hai đứa cùng anti là mình nói thật là nổ máy thật đấy các bạn ạ, không đùa đâu. Máy lát khùng luôn đó. Nhưng mà đẹp. Ê tính ra là mình đánh giá về hiệu ứng trang phục của Aya này đẹp đấy các bạn ơi. Không chê vào đâu 10 điểm á. Đẹp á. Đánh nó, sai chiêu. Ê mà cái anti cũng đẹp nhở. Anti siêu to khổng lồ luôn. Mình còn chưa review kỹ cái skin cho bạn xem. Nó đâu biết múa đâu, lo cái gì. Đấm nó, lấy trụ nó bạn. Này tầm này mình anti, mình vô mình chơi nó luôn này các bạn xem này. Rồi lấy trụ luôn, ngon, 10 điểm. Bọc phá, ấy da, bọc phá hụt rồi. Vãi rồi, mình bọc phá hụt các bạn ơi. Trời ơi, pha đấy bọc phá chúng là mình ăn nó rồi. Đen chưa, ê.
Fan này test được cái biến về cho bạn xem này. Đây, đây sao là full hiệu biến về nha các bạn ơi. Đây, biến về là như này đây. Đó, biến về nó sẽ tạo ra một đám mây có cầu vòng đó. Ê, nhưng mà nhìn màu lạ nhở. Màu kiểu màu cái màu này là kiểu như là màu vàng, nhưng mà kiểu vàng vàng xanh mà vàng 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 sầm sạm xuống các bạn. Màu sầm sạm ấy. Sao không phải là một trang phục mà kiểu phun phá con nhở các bạn nhở. Phun màu vàng sáng ấy, nhưng mà màu vàng này kiểu màu vàng nó hơi bị ngả sang sang màu đục các bạn ơi. Đây, để mình test thêm cái một phát ulti nữa cho bạn xem rõ nhá. Ulti của trang phục này nó sẽ như thế nào nhá. Đây, ulti nó sẽ như này này các bạn này. Từ từ để mình test thêm phát nữa này. Đây. Đây là lúc ulti này, đó các bạn thấy không? Đó, ulti là full cầu vòng luôn. Ê, ulti nó cũng đổi hiệu ứng nhá các bạn. Các bạn thấy không? Tính ra là cái ulti của trang phục này ấy, là lúc đầu là nó cũng giống như chương 1 này này. Lúc đầu là cũng là một đám mây phiên bản thời tiết đẹp. Xong rồi tí nữa, lúc sau nó sẽ chuyển sang một vòng mây hình sấm sét nha các bạn. Vậy là ok, bậc 3S thế này đổi hiệu ứng nhiều thế này thì mình đánh giá cũng ok phết đấy. Đẹp. KS, à, không KS được rồi các bạn ơi. Oh my god, oh my god, oh, oh, oh. Anh đánh thường, anh không thèm táo hoa luôn. Tha đi. Tôi đầu hàng các bạn ơi, trận này chắc thua rồi. Review skin, review hiệu ứng mà gặp tem không ai đi rừng. Tem không ai đi rừng các bạn ạ, chịu luôn. Thôi, theo Caffini nhá, chẳng đi lẻ đâu. Chơi Aya mà tự nhiên bắt đi solo thì chịu rồi. Let's go các bạn ơi. Tầm này là theo thôi. Trời ơi, mất blue, đẹp. Ui, nó hóa thành con gì kìa. Các bạn nhìn này. Ôi, nó hóa thành con gì vậy. Ôi, các bạn thấy không. Ôi, đẹp thế. Ê, vậy là lúc mà chúng ta nhảy lên trên người các bạn ạ. Khi mà nhảy lên trên người thì nó sẽ hóa thành con gì này. Hay kìa. Trời ơi, anh vu bút siêu đã luôn. Này các bạn nhìn này. À, vậy nó hóa thành con sóc khi mà chúng ta nhảy lên trên đầu các bạn ơi. Ui, dễ thương vãi. Ê, thế dễ thương điên. Nhưng mà xài chiêu là nó cũng nhảy nha các bạn. Các bạn nhìn này đấy. Khi mà xài chiêu thì nó cũng nhảy lên nha. Ê. Trời ơi, từ nãy giờ tôi mà nhảy sớm là tôi biết cái điều này rồi các bạn ơi. Dễ thương vãi. Phục này đánh giá 10 điểm các bạn ơi. 3S thế này đẹp. 3S thế này đẹp thật. Xài chiêu đúng đã luôn các bạn ạ. Thôi, trận này để mình đi chung với lại Cap thôi. Cap tính ra trận này chơi hay này, nhưng mà thằng này nó tranh lane đi SP khó hiểu. Ê, hóa thì con sóc dễ thương quá ấy. Này các bạn nhìn này, con sóc này. Con sóc phiên bản màu xanh này mày ní. Đầu hoang gì, đang quẩy. Trận này có khi là để Cap gánh cũng được ấy các bạn ơi. Trận này để Cap gánh được luôn ấy. Thấy chưa, trận này Cap chơi hay. Nói chung là trận này bạn Cap này chơi khá là hay ấy các bạn ơi. Trận này bạn Cap này chơi hay đấy. Mình đánh giá là chơi hay đấy. Mày bút cho anh ti đúng đã luôn á. Ê, con cóc dễ thương vãi. Con Aya của tôi đâu. Vậy là lúc chúng ta nhảy lên ấy thì nó sẽ thành một con sóc các bạn ơi. Nói chung là cái nội tại của Aya ấy là nó sẽ hóa thành con sóc này. Nhưng mà thường trang phục mặc định ấy là sóc nâu đúng không? Còn trang phục này sẽ là gọi là con sóc màu xanh. Phiên bản sóc xanh các bạn ạ. Nhưng mà dễ thương thật. Dễ thương vãi. Tính ra chơi con Aya này chill nhỉ. Chơi con Aya này bây giờ cứ như này thôi các bạn ạ. Không cần phải làm gì nhá. Chill vãi. Bắn nó. Đẹp, 10 điểm. Đằng sau. Đúng rồi, hay. Anh Vu cấn ti rồi, thoải mái đi bạn ơi. Anh Vu cấn ti rồi. Này, xài chiêu vô lấy tầm nhìn này. Rồi sao nữa. Thấy sức mạnh của Aya bộc phá chưa. Ui dồi ôi. Ê, Cap này chơi hay vãi thật. Cap này gánh cả tem mình được luôn ấy. Cap này chơi hay các bạn ơi. Đánh giá này Cap này chơi hay đấy, không đùa đâu. Cap này chơi hay các bạn ạ. Cap này chơi hay đấy. Cap này chơi hay đấy các bạn ơi. Hay chưa? Các bạn thấy hay chưa? Trời ơi, thấy hay chưa? Hay điên.
Cáp này chơi hay điên mấy ní ơi. Ơi win luôn đi. Không win à? Cáp này không thèm win các bạn ơi. Tính ra là đẩy lên là win rồi đấy, nhưng mà anh không thèm win đấy. Uầy, thấy sức mạnh của con Aya của tôi chưa? Thấy sức mạnh cầu vòng chưa? Sức mạnh cầu vòng. Dám nhầm với sức mạnh cầu vòng à? Thầy này cái anti này. Ân ê, mình thề là bảo luôn đấy, cái anti của cái trang phục Aya cầu vòng này này các bạn này, nó kết hợp cùng với cái trang phục của KDC bên kia là cái gì mà phù thủy cái gì đúng không? Đấy, nói chung là kết hợp hai trang phục này cùng chung với nhau mà cùng anti ấy. Lạc vãi nồi ra luôn, để đảm bảo các bạn luôn. Chắc là để nào được thì mình sẽ test cho bạn xem luôn nhá. Có ai test mạnh quá. Ôi công nhận trang phục mạnh điên mày ní ơi. Từ từ, mạnh quá, mạnh quá, mạnh thật. Công nhận là đánh giá mạnh thật. Phù thủy thời không. Xong win sớm nhờ thật. Tính ra là trận này tem mình có thi thua đấy. Mà ông này ông cứ kiểu như là ông không thèm win các bạn ạ. Ông nhây nhây ấy, ghét vãi. Ê, thấy rồi nha. Để anh Vũ. Làm trò gì? Thấy sấm sét chưa? Tiếp bạn ơi. Anh Vũ cover. Từ từ thôi, anh Vũ cover được. Hay kìa. Từ từ, floor. Trời ơi, ảnh bắn kìa. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ảnh tham. Ủa, tàn hình gì mà vẫn lòi cái đuôi với lại. Ê, lỗi nhờ, cái này là lỗi nhờ các bạn. Các bạn thấy Kadi tàn hình không? Kadi tàn hình cho mình nhưng mà con Aya này vẫn lòi cái đuôi với lại cái giải cầu vòng ở xung quanh người các bạn ạ. À. Lỗi nhá. Đánh giá là còn bị lỗi đấy. Anti tàn hình xong rồi còn lộ cái đuôi ảo thật đấy. Ok. Ôi giời, đông nhờ, có vẻ đông ấy. Kìa, 4 năm thằng thế này thì đông ấy. Ủa, nó đứng cái gì vậy mấy ba? Anh em. Trời ơi, anti vội thế. Ui, mình không có anti pha đấy. Cái pha vừa nãy mình anti ở đây rồi. Pha này mà mình anti được cho cáp là cáp bắn được hết này, đen. Không có anti các bạn ơi. Thằng Rat nó AFK rồi. Rồi, xong mất Shiya luôn, tuyệt vời, 10 điểm. Kìa, xong chí nó. Được không? Hay. Giết nó luôn. Giết thằng kia luôn. Hay, thằng này luôn. Thằng này bên trong này, đúng rồi. Ê, nhưng mà trụ nhà kìa mấy ba. Trời ơi, đánh nhau đi. Thua thì thôi. Coi như đánh thường các bạn ơi, kéo dài tới đây thế này là hay lắm rồi ấy. Không nhắm vô các bạn ơi. Từ từ thôi. Con mắt vẫn đang thắng mà. Thế không mất con Shiya là tụi mình win được ấy. 4v5 nữa. Đánh hơi lâu rồi nhở. Trời ơi, đánh lâu chưa? Đánh gì lâu chứ dày bro ơi. Trời nó luôn, sợ gì. Đấm nó luôn. Đúng rồi. Rồi anh Vũ cúp luôn rồi. Gãy đàn rồi. Cháy đi. Con lính đừng dí. Trời ơi, con lính nó dí tôi rồi các bạn ơi. Con lính nó dí tôi rồi, chết rồi. Anh Vũ nằm rồi. Anh Vũ chạy thôi. Anh Vũ phải chạy pha này á. Anh Vũ bán đồ mua giày đấy. Ôi da, anh Vũ mua giày không kịp luôn rồi. Thôi thua các bạn ơi. 4v5, 2 SP, 0 1 0 0 1 con rừng. À đâu, không ai đi rừng. Thì thế này là ok lắm rồi đấy. Không, cũng chẳng phải là 4v5 đâu, 3v5 ấy. Ông thêm ông Maria đâu làm cái gì đâu các bạn. Trận này phải nói là 3v5 các bạn ơi. Thế đánh tấu hài, vai trưởng mấy anh. Mấy anh chơi game đúng tấu hài. Ê, nhưng mà tính ra đánh giá với mình là trang phục Aya này đẹp phết đấy. Nếu mà nó mà ra thì mình nghĩ là kiểu gì là người tốn tiền nhất là những anh em. Tại sao các bạn thắc mắc lại là anh em đúng không? Nhưng mà anh em có người yêu.
Được rồi, thì sau cái skin mà của Aya đấy các bạn ạ, thì mình sẽ test tiếp một cái trang phục của mình cảm thấy rất là đẹp, đó chính là Ata Giao Long nha các bạn ơi. Ui mà mình phải thế các bạn nhìn này. Ui các bạn thấy cái mỏ neo không? Phiên bản đúng con rồng luôn ấy. Nhưng mà tính ra là sao tự nhiên lại cho trang phục này bậc A nhỉ các bạn nhỉ? Nhìn tiếc vãi. Mình đoán là trang phục này nếu mà như này thì cố gắng để cho bậc S cộng đi, hoặc là bậc S hữu hạn cũng được đúng không? Bởi vì là các bạn nhìn này, cái mỏ leo của Ata ấy nhìn cực kỳ đẹp luôn ấy. Ui nhìn xịn vãi. Sơ hở là cho anh Ata bậc A các bạn ạ, à, trong khi trang phục này đẹp nhá. Để đẹp vãi, không thì ráng cho lên bậc S bình thường cũng được đúng không? Cho một tí hiệu ứng được, nhưng không. Bậc A là bậc A các bạn ạ, à, khổ thật sự luôn đấy. Ok, thì ở trận này thì mình đã pick cái con Ata này đi top, nhưng mà lại tiếp tục các bạn ạ, à, lại tranh lane. Lại bắt mình phải đi đi lane khác, thì làm trận này bị bắt buộc mình đi mid rồi các bạn ơi. Đây rồi mình ý ơi, và đây sẽ là cái ngoại hình của trang phục Ata khi mà vô trong game đấy các bạn này. Ui đẹp nhở. Ê tính ra đẹp vãi. Ui nhìn ngoại hình ở ngoài đấy các bạn. Hầm hố chưa. Thề đẹp thế này nhưng mà lại cho bậc A. Trời ơi là trời, tiếc chưa Ata ơi. One chém Ata chắc cũng sẽ buồn lắm đây. Trong khi một cái trang phục đẹp như thế này đấy, nhưng mà lại bậc A các bạn ạ, à, khổ thật sự. Lộ rồi. Ghê hả? Trời ơi ghê hả? Uầy, căng thế, căng thế. Ê, tay bạn đánh căng nhá, vãi trưởng thật. Tay bạn đánh khét đấy. Ê da, mình đang nhầm chiêu luôn rồi. Mình đang nhầm chiêu rồi các bạn ơi. Đánh nó. Đánh nó. Rồi, giết Toro luôn. Rồi, giết Toro luôn. Đó. Tầm này Toro, tô rủng cái gì đấm hết luôn ý chứ. Vừa nãy là hơi lỗi thôi các bạn ơi. Pha vừa nãy là hơi lỗi thôi. Nhờ này, nhờ này. Nhờ này. Nhờ này, nhờ này. Sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao phải nói. Rồi chả lốt đâu. Nãy làm pha có bao hay lắm. Giờ ngon vào đây tự thử coi. Giờ ngon vào đây thử coi. Ngon thì cứ vào đấy. Thả Aya với chúng tôi là các bạn đi rồi. Mà trận này mình đánh hạng nhá, mình quên nói các bạn đấy, trận này mình đánh hạng. Vừa nãy thì mình đánh thường. Tại do là mình sợ cấm Aya. Ai vậy, trận này được thả Aya này các bạn ơi. Thảo ma chưa. Ê, cái này là hạ chu này. Cái này là cái hạng hạ gục của Nagros này các bạn này. Đẹp phết nhở. Ê, tính ra nhìn đẹp vãi. Trời ơi, anh lại ảo tưởng cho mấy ní ơi. Ôi ôi, đông thế, đông thế. Đông nha, đông nha, đông nha, đông nha. Đông vãi. Đồng thế. Đồng. Đồng. Này thì đồng với chúng tôi này rồi. Để xem coi là hai anh chàng này, anh ta cân tim kiểu gì các bạn ấy. Tem mình nhưng mà tem mình khoai lên. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn các bạn ạ. Mình nghĩ đây sẽ là pha kết thúc của tụi mình. Kể từ pha này. Kể từ pha này. Đây sẽ là kết thúc của tụi mình các bạn ơi. Đây sẽ là kết thúc của tụi mình. Ơ. What the fuck. Đây sẽ là kết thúc của tụi mình. Đây sẽ là kết thúc của tụi mình. Nhưng mà Na đâu? Ôi Na pha này mà lên cùng là đấm hết tụi nào rồi. À tóc biến à. Tóc biến à. Tóc biến à. Trời ơi không qua tường nữa. Không qua tường các đồng chí ơi. Trời ơi xài chiêu còn không qua tường nữa các bạn ơi. Vai trưởng thật. Đây rồi. Ai cho mày về đấy. Ai cho mày về đấy. T
Thế pha đấy mà qua được tường là mình giết thằng theo nát rồi đấy. Nhưng qua được. Ê nhưng mà mình phải công nhận đánh giá mình ấy là trang phục này đẹp thật. Ngoại hình nhìn đúng đỉnh luôn ấy, ngoại hình kiểu nhìn nhìn dạng giao long của của Ata này ấy. Quên tên tướng là Ata nhưng mà mình xem phim nhiều quá cứ đọc là Ata các bạn ơi, nhầm. Được rồi các bạn ơi, và đó là ngày hôm nay mình test hai bộ skin. Ata thì phải nói là đỉnh cao rồi, ngoại hình đẹp nhưng mà chỉ hơi xui một cái không có hiệu hiệu ứng thôi các bạn ạ. Còn được đến với nhân vật chính, đó chính là Aya công chúa cầu vòng, thì đánh giá mình ấy là mình cho trang phục này không 10 điểm đâu, mình cho trang phục này 9.5 điểm. Các bạn biết là nếu mà mình trừ trang phục là trừ cái gì không? Đó chính là trừ cái màu. Mình không biết sao nhưng mà cái màu của con Aya ấy, cái nói chung là cái màu ngoại hình với lại cái màu của nó, màu của con sóc ấy, mình thấy nó cứ sao sao các bạn ạ. Chứ đánh giá về khách quan ấy, đánh giá về hiệu ứng các thứ ấy, thì mình phải công nhận là trang phục này đẹp thật, nhìn rất là dễ thương, rất là đỉnh luôn. Đó, mình kiểu gì mình cũng đoán là sẽ rất là tốn tốn ví đó. Không phải tốn ví nha, mà là tốn hơi tốn. Nói chung là các anh em nào mà kiểu có người yêu hay là anh chị em, à đâu có chị em các thứ mà dụ vô một cái là thôi toang luôn, quả này thôi chắc em trốn đi anh em ạ. Chứ tầm này là chị em kiểu gì mình đoán là 10 chị thì hết 9 chị là mua cái trang phục Aya rồi, đảm bảo luôn. Bởi vì con Aya này cũng kiểu cũng hot nhưng mà nên là cứ ra. Nói chung là người ta cũng bảo là con Aya là con tướng mỗi lần ra skin ấy bán cực kỳ chạy luôn đấy các bạn ạ. Vậy nên là mình cái con 3S này thì kiểu gì cũng săn rất là nhanh thôi. Được rồi, và đó là một ngày hôm nay mình đã chơi và mình test thử cái skin Aya và cả trang phục Ata các bạn ạ. Và các bạn có thấy đẹp hay không thì có thể comment phía bên dưới nha. Và đừng quên, nếu như các bạn muốn mình làm về cái gì tiếp có thể comment phía bên dưới. Còn thì bây giờ, bye bye các bạn và hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo của mình nhá. Bye bye.